cây nó bự hơn hay sao ta? Mấy ngày trước, 18 mương nước dưới độ sâu 1m3 nằm rải rác khắp vườn mít này bị cạn khô đáy. Nhưng chỉ sau vài đợt mưa lớn, mương đã đầy nước trở lại. Trong đợt cao điểm hạn mặn, thiếu nước tưới, 1.500 gốc mít của nhà vườn này bị giàn lá, nhìn sơ sát. Nhưng nhờ mưa lớn đã cung cấp lượng nước để vực dậy vườn mít. Lúc mà bắt đầu có mấy cây mưa đầu mùa, mà cây mưa lớn thiệt lớn á, rồi bắt đầu bà con thấy mừng lắm, tôi nói là chắc cây mình nó sẽ sống lại, thấy mình có đủ sức nước mà để cho nó cây hồi, nó cây nó mau phục hồi để cho bà con mình dung phân để mà xử lý lấy tái cho đợt kế tiếp. Là một trong những vườn cây bị ảnh hưởng nặng nhất do hạn mặn, sau những trận mưa tưới mát, nhà vườn này hy vọng phục hồi 50% trong tổng số 520 gốc chanh của gia đình. Hiện những cây còn khỏe đã nhanh chóng bắt nước, đâm chồi xanh, khả năng phục hồi tốt. Qua cơn mưa rồi có nước rồi mới dọn là bỏ phân phục hồi chanh, ngày nào phục được phục cũng được mình phá. Tương tự, nhờ mưa lớn liên tục nên đã kịp thời cứu được phần nào diện tích vườn chanh của ông Nguyễn Thanh Dũng, nhưng cùng với đó là nỗi lo gánh nặng chi phí phục hồi vườn tược và trồng mới những cây đã chết. Nếu mà mưa trễ rồi là giờ gần như là không có tưới tiêu là bà con đây là thất thu hết, thất trắng. Thì cũng nhờ đó ông mưa sớm mới cứu lại vườn được vài chục trăm, 20-30%. Lượng mưa đầu mùa đã cứu hơn 4.600 hecta cây ăn trái bị ảnh hưởng hạn mặn tại một số khu vực của tỉnh Long An như Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Đức Hòa, thành phố Tân An. Mùa mưa bắt đầu với sự phấn khởi chung của hàng ngàn nông hộ, hy vọng thời tiết thuận lợi để phục vụ việc chăm sóc cây trồng trong thời gian tới, được đảm bảo về mặt lợi nhuận, mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con.